Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo tài khoản Foro dùng để mua hàng của Foro nè, hoặc là các bạn có thể dùng để mà đăng ký bảo hành đó. Thì nội dung của video ngày hôm nay gồm có 4 phần quan trọng. Trước tiên là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo tài khoản trên máy tính nè, hoặc là laptop hoặc là iPad. Và tiếp theo nữa là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo tài khoản Foro trên điện thoại nè. Và cái thứ ba là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chuyển đổi ngôn ngữ từ tiếng Anh, từ tiếng Pháp sang tiếng Anh hoặc là ngược lại. Và thứ tư là quản lý tài khoản. Trước tiên, điều quan trọng để mà mua được hàng thì chúng ta phải vào được trang web chính hãng. Các bạn lưu ý là trang web chính hãng nha. Để an toàn thì các bạn hãy click vào đường link mình để ở phần mô tả video này, đó là trang web chính hãng. Tại vì ở thời điểm hiện tại có rất là nhiều trang web giả mạo Foro, và thường những trang web đó là có tiếng Việt. Thì các bạn cũng biết là Foro thường bán quốc tế cho nên là tiếng Anh là nhiều. Các bạn có thể chọn được ngôn ngữ nhưng mà thường khi mà mặc định là người ta sẽ là tiếng Anh. Cho nên là các bạn để mà nếu các bạn sợ bị không đúng trang web hoặc là bị vô nhầm trang web la la các thứ thì hãy click vào đường link mình để phần mô tả video. Đối với những bạn nào đang sử dụng iPad, máy tính bàn, máy tính bảng thì cái giao diện nó sẽ là như thế này. Và khi mà các bạn vào thì các bạn nhìn cái ở trên cùng góc bên phải, các bạn sẽ thấy nó có 4 cái biểu tượng. Thì các bạn nhìn thì sẽ thấy có một cái biểu tượng là hình người, và đó là biểu tượng thứ ba từ bên phải qua. Thì chúng ta sẽ nhấn vào cái biểu tượng hình người đấy ha. Rồi sau đó thì nó sẽ hiện ra một cái bảng. Thì các bạn thấy là cái bảng này đang ở cái khung là Welcome Back, tức nghĩa là dành cho những bạn nào đã có đăng ký tài khoản ở trên Foro rồi. Nếu bạn nào có tài khoản thì các bạn đăng nhập vào. Còn nếu bạn nào chưa có tài khoản thì các bạn qua cái chữ là Create an Account, nhấn qua đó để cho nó đậm lên. Đó là chúng ta bắt đầu tạo tài khoản ở bên cái khoản này đó các bạn. Và khi mà chúng ta nhấn vào cái dòng Create an Account á, thì chúng ta sẽ thấy là hãng yêu cầu chúng ta cung cấp email nè, rồi tên nè, và họ với lại chữ log. Rồi sau khi mà chúng ta đã điền đủ những cái thông tin đó, các bạn cứ điền đúng thông tin của bạn là được. Và các bạn xong điền xong thì các bạn thấy ở phía dưới nó có hai cái ô vuông nhỏ nhỏ để cho chúng ta check vào đó. Thì chúng ta sẽ check vào cái ô vuông thứ hai. Cái ô vuông này có nghĩa là chúng ta đồng ý với những cái điều khoản mà Foro đặt ra. Đó, nói chung là trang web nào khi mà chúng ta tài khoản nó cũng sẽ có bắt buộc vậy hết trơn. Tiếp theo nữa thì các bạn kế đến là các bạn hay có cái khung là I am not a robot. Thì đây là cái khung bắt buộc chúng ta phải check vào, vì hãng đang, vì web đang kiểm tra coi chúng ta có phải là tool hay không, chúng ta có phải là một người thật đăng ký hay không, thì chúng ta cứ check vào đó thôi. Và trong một số trường hợp lâu lâu á thì trang web nó kiểu như thích người dùng vậy á, thì nó sẽ hiện ra thêm một cái khung nữa để hỏi bạn rằng là nếu như trong một đống hình này nè, tấm hình nào là hình chiếc xe, thì các bạn cứ click vào những hình nào mà có chiếc xe thì bạn click vào đó thôi. Còn lâu lâu thì nó cũng thêm vũ khí, thêm cái là nó có để giống chân hình á nhưng mà không có hình con người, cái nó hỏi câu là trong mấy hình này đâu là hình con người, thì lúc đó bạn sẽ phân vân ở thế này mình phải chết như thế nào. Thì các bạn đơn giản các bạn cứ chần chết bỏ qua là được, vậy là xong. Đó là lâu lâu các bạn sẽ gặp trường hợp đó nha. Còn nếu không gặp trường hợp đó thì các bạn cứ chết vào I am not a robot xong rồi, thì các bạn thấy nó không hỏi gì nữa hết trơn, thì các bạn cứ nhấn thêm cái ô màu tím á các bạn, create new account, vậy là xong rồi đó. Sau khi mà chúng ta hoàn thành bước này rồi á thì chúng ta sẽ chuyển qua check mail. Thì lúc này Foro sẽ gửi cho chúng ta một cái mail để mà xác nhận lại là chúng ta đã đăng ký thành công. Thì hãng sẽ gửi cái mail bla 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 các thứ, nhưng mà kèm theo đó nó có một cái đường link. Thì các bạn nhấn vào đường link đó, lúc này nó sẽ ra một cái khung để cho chúng ta hoàn thiện cái mật khẩu mà cái ID lúc nãy chúng ta đã tạo. Tại vì lúc nãy chúng ta chỉ mới là tạo ID thôi, chưa có mật khẩu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ điền password mà chúng ta muốn vào. Sau đó rồi ở cái khung thứ hai thì chúng ta điền thêm một lần nữa, đậu giống hình password luôn, xác nhận lại một lần nữa. Và cuối cùng thì chúng ta lưu password lại, vậy là xong. Vậy là chúng ta tạo tài khoản xong rồi. Đối với bạn nào sử dụng iPad, laptop, máy tính bảng lần kia đó thì đã xong. Nhưng bạn nào tạo tài khoản bằng điện thoại thì nó hơi khác một chút xíu. Cho nên là ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo tài khoản bằng điện thoại luôn ha. Thì đối với điện thoại thì các bạn nhìn vào cái góc trên cùng bên tay trái, nó sẽ có cái dấu ba gạch. Thì lúc đó, trước tiên thì các bạn cũng phải vào trong web Foro nha. Và đường link cho web chính hãng mình cũng để phần mô tả video vào đó nha. Vào đó, click vào đó. Rồi sau đó nhìn bên góc bên tay trái trên cùng có cái dấu ba gạch, kế cái dấu đó nó gần với cái chữ Foro đó. Rồi nhấn vào cái dấu ba gạch đó thì sẽ sổ ra nguyên một cái danh sách, và các bạn nhìn thấy là kéo xuống có một cái dòng rất là to, biểu tượng cũng là hình một con người, cái đầu người đó, và có chữ là My Account đó, thì các bạn nhấn vào đó nha. Đó.
Các bạn đừng chuyển qua tiếng gì hết, các bạn để tiếng Anh cho dễ nha các bạn, đừng chuyển qua tiếng nào khác. Tại vì khi mà mình mua hàng á thì mình sẽ mua bằng cái tiếng Anh á thì nó sẽ dễ hơn. Rồi, vào trong đây thì nếu như mà chúng ta là người đã có tạo tài khoản rồi thì nó cũng có dòng chữ luôn nè, welcome back nè. Thì chúng ta nếu mà đã có tài khoản rồi thì chúng ta sẽ điền email với password rồi chúng ta login vào thôi. Và nếu như mà bạn chưa có tài khoản và bạn tạo thì các bạn cứ nhấn cái dòng thứ hai, tại vì cái dòng welcome back này nó đang động. Thì cái dòng thứ hai á là create an account, thì giống hệt như trên lúc nãy mình có nói đó, các bạn nhấn vào đó thì cái dòng đó nó sẽ động lên. Rồi ha. Rồi ở bên đây thì chúng ta cũng sẽ khai thông tin của ta, nó cũng sẽ hỏi câu hỏi giống hệt như là ở bên máy tính bảng luôn. Đó chính là địa chỉ email nè, tên nè, với lại họ với lại tên log. Rồi sau đó thì chúng ta cũng làm EC, giống nãy chúng ta sẽ check vào cái ô vuông thứ hai để thể hiện rằng là mình đã đồng ý với tất cả các điều khoản của Foro rồi. Và sau đó thì kế bên ở phía dưới thì cũng chúng ta cũng sẽ check vào cái ô I am not a robot luôn. Và trong cái lúc mà chúng ta check vào thì lâu lâu nó cũng sẽ hiện là cái bảng, nó sẽ họ đưa ra một đống hình và nó sẽ hỏi chúng ta đâu là hình xe hơi, xe đạp, xe gắn máy, bla bla các thứ. Thì chúng ta chỉ cần trả lời đúng câu hỏi đó là được rồi. Rồi, nếu mà chúng ta không có câu hỏi đó hiện ra thì chúng ta cứ tiếp tục nhấn vào chữ create new account, vậy là xong. Và sau khi mà đã nhấn vào xong rồi á thì đương nhiên chúng ta sẽ quay lại check mail y chang như cái hồi nãy mình hướng dẫn luôn. Khi nhấn vào link trong mail á thì bạn sẽ được đưa về trang tạo password của Foro. Thì ở đây bạn sẽ điền password 1 nè, rồi sau đó bạn nhập password lại một lần nữa nè, rồi cuối cùng lưu password lại, vậy là xong. Cái này thì hơi ngoài lề một chút xíu, nhưng mà mình chỉ luôn là trong một số tình trạng khi mà IP của Việt Nam mình đăng nhập vào những cái trang web nước ngoài thì lâu lâu nó sẽ không hiện tiếng Anh mà nó sẽ hiện tiếng Pháp. Thì lúc này đây chúng ta sẽ chuyển sang tiếng Anh nha các bạn, tại vì thông thường tiếng Anh là nó sẽ dễ sử dụng nhất luôn, và mua nó cũng dễ dàng hơn nữa. Rồi nếu đối với là máy tính bảng, iPad, điện thoại, quên, nếu đối với bạn nào là máy tính bảng, iPad, máy tính bàn, laptop này kia đó, thì các bạn nhìn vào cái góc ở trên cùng bên phải, kế bên cái chỗ mà mình đăng ký tài khoản á, thì nó có cái biểu tượng quả cầu, biểu tượng trái đất đó. Chúng ta nhấn vào đó thì nó sẽ sổ ra rất là nhiều tên thứ tiếng luôn. Thì chúng ta chọn tiếng Anh, vậy là xong, thì web của mình sẽ chuyển qua thành tiếng Anh. Còn đối với bạn nào mà đang sử dụng điện thoại thì cũng y hệt nãy luôn. Ở cái dòng, ở cái đầu cùng ở trên bên trái thì nó sẽ có cái dấu ba gạch. Chúng ta nhấn vào dấu ba gạch đó thì chúng ta kéo xuống ở dưới cùng á, ở dưới cùng luôn, thì chúng ta thấy có một cái biểu tượng là trái đất nè, để chúng ta nhấn cái biểu tượng đó vào. Rồi sau đó rồi chúng ta chọn qua cái ngôn ngữ mà mình muốn chọn là được, và ngôn ngữ mà mình khuyên các bạn nên để là ngôn ngữ tiếng Anh, vậy là xong. Giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn quản lý tài khoản ha. Thì các bạn cũng sẽ đăng nhập vào Foro chính hãng nè. Sau đó rồi ở cái phần ba gạch đó các bạn nhấn vào đó để cho nó sổ ra. Rồi thì mình sẽ nhấn vào chữ My Account. Ở cái phần Welcome Back á thì mình điền cái tài khoản mà mình vừa tạo lúc nãy, điền cái ID cũng như là điền cái password nè, xong rồi thì mình nhấn Login. Vậy là mình đã đăng nhập thành công rồi đó. Sau khi đăng nhập thành công á thì web sẽ đưa chúng ta về trang chủ. Ở lúc này đây nè, bạn muốn vào lại cái trang cá nhân của mình á thì các bạn cũng nhấn vào cái chỗ ba gạch này ha, cái biểu tượng ba gạch đó, nhấn vào, rồi chúng ta sẽ nhấn vào My Account. Và ngay cái chỗ này, khi mà mình vào My Account rồi á thì mình sẽ dùng tay kéo nhẹ từ trên xuống dưới một chút, cái kéo nhẹ thôi nha, kéo mạnh quá là nó sẽ lót lại trang luôn đó. Thì khi mà kéo nhẹ xuống á thì các bạn sẽ thấy được cái tên tài khoản của mình. Rồi các bạn nhấn vào đó và các bạn nhấn vào cái mũi tên đi xuống đó các bạn, thì nó sẽ sổ ra những cái phần mà chúng ta cần thiết. Đối với dòng đầu tiên á thì nó yêu cầu chúng ta là nhập thông tin cá nhân. Dòng thứ hai á thì chúng ta sẽ nhập địa chỉ. Thì hai cái mục này các bạn không nhất thiết phải điền liền, tại vì khi nào các bạn mua hàng các bạn điền sau cũng được. Và dòng thứ ba á là lịch sử mua hàng của chúng ta. Dòng thứ tư á là chúng ta nhấn vào đây khi mà chúng ta muốn đăng ký bảo hành máy của chúng ta. Và dòng thứ năm á là khi mà chúng ta dùng mà máy có bị lỗi hay bị hư hao gì đó thì chúng ta nhấn vào đây để mà yêu cầu được bảo hành đó các bạn. Và dòng cuối cùng đó là nhấn log out thì đăng xuất tài khoản ra khỏi trang web này. Tài khoản bạn vừa tạo ở trên web á, thì các bạn hoàn toàn có thể đăng nhập được trên app luôn. Thì các bạn có thể download app về bằng theo cái đường link mà mình để ở phần mô tả video này nè. Rồi các bạn nhấn vào phần địa chỉ với là password, là các bạn lấy cái địa chỉ với password mà mình vừa tạo đó.
Rồi khi mà các bạn đã vào thành công rồi á, thì các bạn chỉ cần add những cái sản phẩm bạn vào đó thôi, thì app sẽ thể hiện cho chúng ta thấy là những sản phẩm của chúng ta đang có luôn. Video đến đây là kết thúc rồi. Nếu như mà bạn thấy là mình hướng dẫn ở trên video này nhanh quá thì các bạn có thể đọc lại từ từ ở trên web cam tươi của mình. Đường link xem lại web thì mình để phần mô tả này luôn. Thì ở trên web mình có viết một bài rất là chi tiết giống hệt như video này vậy á. Và ngoài ra trong cái quá trình sử dụng máy mà các bạn cảm thấy là có vấn đề gì đó cần thắc mắc hay là khó khăn gì đó thì các bạn có thể gia nhập vào nhóm Forio của mình. Thì trên đây có rất là nhiều bạn sẵn sàng trả lời hết những thắc mắc cho bạn Hà. Và nhớ là ở thời điểm hiện tại thì máy hàng fake rất rất là nhiều luôn. Hàng fake giá cao mà hàng fake có thể đăng nhập được, đăng ký thành bảo hành thành công luôn á. Tinh vi lắm lắm luôn, cho nên là các bạn nhớ là mua hàng chính hãng hoặc là các bạn có thể ủng hộ cái dịch vụ mua hàng của mình cũng được.